Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu các loài rau. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Rau cải cầu vồng. Cải cầu vồng có hai lượng cá hóa chất. Nhưng mà chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Gram đại cầu vồng tới chứa 1 gram chất xơ, 86 gram cải cầu vồng tới. Và nhiều vitamin A, C, K. Đặc biệt là cái này được biết đến những khả năng ngăn ngừa. Tổn thương do bệnh đái tháo đường gây ra. Tổn thương do bệnh đái tháo đường. Gây ra. Rau hồng như cửa trên đường vực. Chiết xuất từ loài rau cải này có thể đạt được tác động của bệnh tiểu đường.
đạo ngược tác động của bệnh tiểu đường bằng cách giảm lượng đường trong máu. Và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Do cả gốc từ do gây bệnh. Các nghiên cứu trên động vật khác đã chỉ ra các nghiên cứu trên động vật khác đã chỉ ra rằng hàm lượng chất chống oxy hóa
trong chiết xuất cải cầu vồng. Có thể bảo vệ gan và thận. Có những biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Gương một số nghiên cứu đã cho thấy gừng có tác dụng tích cực. Đối với chứng buồn nôn, trong một đánh giá tổng hợp lại của 12 nghiên cứu, và với gần 1.300 phụ nữ mang thai,
Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.